Hello các bạn đã quay lại với channel của mình. Các bạn, hôm nay là ngày mừng thọ của bà cố ngoại bên vợ mình các bạn. Nên hôm nay vợ mình và các cô chú bác mặc đồ dân tộc truyền thống các bạn nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một mình một con thôi. Bay một con hôm nay được là mặc đồ dân tộc mà. Thank you.